Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cuba vẫn trong tình trạng mất điện trong khi bão Oscar đang đến. Ngày 20 tháng 10, VOA tiếng Việt cho hay hàng triệu người dân Cuba vẫn không có điện cùng lúc khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Theo VOA, ngày 20 tháng 10, hàng triệu người dân Cuba vẫn không có điện sau khi một sự cố lưới điện cục bộ tiếp nữa vào đêm hôm trước làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở quốc gia này. VOA dẫn lời quan chức đứng đầu ngành điện lực của Cuba, ông Lazaro Guara, xác nhận đã có tình trạng sập lưới điện cục bộ ở các tỉnh miền Tây, bao gồm cả La Habana vào tối ngày 19 tháng 10. Các nhân viên kỹ thuật đang nỗ lực giải quyết vấn đề, ông Guara nói, nhưng không đưa ra mốc thời gian khi nào có điện trở lại. Hình ảnh bài trên VOA. VOA cho biết thủ đô La Habana với gồm 2 triệu dân dường như hoàn toàn không có điện vào sáng ngày 20 tháng 10, khi nhiều người dân Cuba xếp hàng để nhận khẩu phần ăn được bao cấp và bàn tán về tình hình bên ngoài ngôi nhà của họ. Về quay dẫn kênh tin tức kỹ thuật số Cuba Debate do nhà nước điều hành đưa tin rằng nhà máy điện lớn nhất của đất nước Antonio Guterres đã hoạt động trở lại vào ngày 20 tháng 10 và sẽ góp phần vào việc khôi phục nguồn cấp điện trong cùng ngày. VOA cũng cho biết vụ sập lưới điện lần thứ ba xảy ra vào tối ngày 19 tháng 10 bị xem là một bước thụt lùi lớn trong nỗ lực nhằm khôi phục nhanh chóng nguồn cấp điện cho những người dân đang kiệt quệ, vốn đã phải chịu cảnh thiếu hụt nghiêm trọng về lương thực, thuốc men và nhiên liệu. Cùng lúc VOA tiếp tục cho hay Cơn bão Oscar đang đổ bộ vào miền Đông Bắc của Cuba vào sáng sớm ngày 20 tháng 10, đe dọa sẽ làm phức tạp thêm các kế hoạch của chính phủ về khôi phục nguồn điện. Cơ quan theo dõi khí tượng của Cuba đã cảnh báo về tình hình cực kỳ nguy hiểm ở miền Đông Cuba. Toàn bộ khu vực này đã phần lớn không có điện, không có thông tin liên lạc. Trước cơn bão có sức gió lên tới 161 km/h vào giữa buổi sáng ngày 20 tháng 10. Vẫn theo VOA, lưới điện quốc gia của Cuba bị sập lần thứ nhất vào khoảng giữa trưa ngày thứ Sáu, 18 tháng 10, sau khi nhà máy điện lớn nhất của đảo quốc này ngừng hoạt động, gây ra tình trạng hỗn loạn. Truyền thông nhà nước Cuba đưa tin lưới điện lại bị sập lần thứ hai vào sáng ngày 19 tháng 10. Hình ảnh người dân Cuba đốt củi nấu súp tại thủ đô La Habana, Cuba ngày 19 tháng 10. Đến đầu giờ tối ngày 19 tháng 10, chính quyền cho hay có một số tiến triển trong việc khôi phục nguồn điện, nhưng ngay sau đó họ thông báo lại có sự cố nữa trong một phần lớn lưới điện. VOA trích dẫn hãng tin quốc tế cho hay các phóng viên của họ đã chứng kiến hai cuộc biểu tình nhỏ diễn ra trong đêm sau khi có sự cố lưới điện khiến cho La Habana chìm trong bóng tối vào hôm 19 tháng 10. Một cuộc ở Mariano, ngoại ô của thủ đô, và một cuộc còn lại ở Cuatro Caminos sát trung tâm hơn. Chính phủ nói rằng tình trạng mất điện nhiều tuần và ngày càng trở nên trầm trọng kéo dài từ 10 đến 20 tiếng hàng ngày trên khắp hòn đảo là do cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiếu nhiên liệu và nhu cầu dùng điện tăng cao. Liên quan đến sự cố mất điện này hôm 20 tháng 10, AFI tiếng Việt dẫn lời Malena, 20 tuổi, sống tại La Habana, nói rằng khoảng 4 phần 5 người dân trên tổng số 10 triệu người ở Cuba vẫn sống trong tình trạng mất điện, tôi cố giữ bình tĩnh bởi vì tôi có thể làm được gì khác, chẳng có thông báo hay giải thích nào, ít nhất là ở khu vực nơi tôi ở, mọi người đều bình tĩnh chờ chính quyền tìm ra giải pháp, trên cả nước chúng tôi đều buồn nản lo lắng vì tình hình diễn biến phức tạp, nhưng thành thật mà nói, tôi tin tưởng các cấp lãnh đạo sẽ giải quyết được vấn đề này. Theo AFI, tình trạng mất điện vẫn xảy ra ở Cuba nhưng thường xuyên hơn từ 3 tháng nay do thiếu đến 30% nhu cầu năng lượng, con số này đã tăng lên thành 50% vào hôm 17 tháng 10. Cuba có 8 nhà máy nhiệt điện đã lạc hậu, thường xuyên bị hỏng hoặc trong quá trình bảo trì. Cuba cũng bị thiếu chất đốt cho những nhà máy này do lệnh cấm vận của Mỹ từ năm 1962. Liệu hoàng đế đỏ có thể thống trị toàn cầu? Ngày 19 tháng 10, trang Facebook Thon Nguyên bình luận liệu những điều bạo chúa đỏ từng gây ra ở Trung Quốc có thể được tập thực hành trên toàn cầu. Tác giả cho hay Mao Trạch Đông từng được coi là vị bạo chúa đỏ và dùng chủ nghĩa Marx Lenin như một bức bình phong để bảo vệ quyền lực. Ông chẳng có hiểu biết gì về chủ nghĩa Marx và cũng chẳng hề muốn áp dụng nó ở Trung Quốc. Ông chỉ biết và chỉ muốn cai trị xứ sở như các hoàng đế tiền bối tác giả đánh giá Mao chẳng coi sinh mạng con người là gì và đã gây ra hàng chục triệu cái chết qua các chiến dịch đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa. Về mức độ tàn bạo có thể xếp Mao ngang hàng với Hitler và Stalin. Hình ảnh status trên Facebook Thò Nguyên. Vì vậy, tác giả cảnh báo nhân loại cần phải cẩn thận với những gì đang xảy ra. Tập đang trên con đường trở thành vị bạo chúa đỏ thứ hai ở Trung Quốc khi đó sự tàn phá của ông sẽ khác xa mau. Thời mau thì Trung Quốc đang ngập trong đói nghèo, phải ngửa tay xin ăn ở khắp nơi, nội bộ thì tanh bành vì đấu tranh phe phái. Trung Quốc của Tập hiện đã leo lên vị trí siêu cường kinh tế thứ hai và đang phấn đấu đến năm 2050 chiếm ngôi cường quốc quân sự hàng đầu. Thông qua các liên minh mới như BRICS hay khối Thượng Hải, đang tạo ra một trật tự thế giới mới theo cách của ông. Tác giả nhận định 40 năm cải cách kinh tế tạo ra cho Trung Quốc một tầng lớp trung lưu khá dày, được hậu thuẫn bởi một lực lượng tinh hoa khá hoàn chỉnh trên mọi phương diện. Nhưng chế độ độc tài cánh tay sắt lại đảm bảo cho khối tinh hoa và trung lưu này luôn sống trong sợ hãi, thân trọng trong ăn nói và nhẫn nhục trong hành động. Tác giả nêu ví dụ về chính sách Zero Covid gây thảm cảnh cho cả tỷ người nhưng không hề có tiếng nói phản biện nào dám cất. Giới tinh hoa Trung Quốc tuy biết thừa nhưng đã chấp nhận ngậm miệng. Sự ngậm miệng của họ tất nhiên đã đẩy nền kinh tế của công xưởng thế giới đi vào suy thoái và chính sự suy thoái đó chứ không phải số người đã chết khiến cho tập bất ngờ xóa bỏ chính sách Zero Covid vào cuối năm 2022. Từ đó đến nay, nền kinh tế phục hồi chậm hơn mong đợi rất nhiều. Và điều đáng ngạc nhiên là Tập không có biện pháp gì để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng. Hình ảnh Hoàng đế đỏ Tập Cận Bình Tác giả dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Thomas Mayer từ Đức thì có thể đây là một chiến lược mới của Tập Hoàng đế từ bỏ con đường phát triển theo số lượng để tiến đến phát triển theo chất lượng. Nhiều xí nghiệp ô nhiễm môi trường bị buộc đóng cửa, ngành địa ốc lãng phí tài nguyên đang được bóp lại một cách có kiểm soát, nhiều con cá mập sẽ đau đớn chết trước cái nhìn lạnh lùng của đảng. Đầu tháng 10 này, thị trường chứng khoán tưởng như đã ngủ quên ở Trung Quốc đã bắt đầu tăng vọt ở mức 20%. Tác giả cho biết, mô hình tăng trưởng kinh tế không cần tự do bỗng trở nên hấp dẫn với thế giới phương nam, các nước Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc UAE, Ai Cập, Ethiopia đã lục tục xin gia nhập vào khối BRICS dưới ngọn cờ của hoàng đế. Tác giả bình luận đáng lẽ thì phương Tây tự do không cần phải lo ngại nhiều về những thách thức từ phía Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh rằng thể chế dân chủ tự do ưu việt hơn hẳn mọi thể chế độc đoán. Nhiều người viện dẫn những thành công của Trung Quốc để bác bỏ sự ưu việt của con người tự do. Nhưng nếu điểm lại thì từ 5G, thương mại điện tử, chinh phục vũ trụ, tàu đệm từ, Big Data đến AI đều xuất phát từ các xứ tự do. Chế độ độc tài chỉ dùng ưu thế đám đông để triển khai những điều học được nhanh hơn. Việc Trung Quốc trở thành quê hương mới của nhân tài thế giới mãi chỉ là một giấc mơ, trong khi sinh viên Trung Quốc vẫn ào ào sang phương Tây du học. Vậy tại sao lại phải lo ngại? quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo .d với bản tin liệu hoàng đế đỏ có thể thống trị toàn cầu quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất